Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đầu Gối Tân Phú. Và trong cái chương mục 18:30 hàng ngày thì hôm nay em sẽ phát sóng một cái video khá là đặc biệt, lần đầu tiên phát sóng trên kênh YouTube của Đầu Gối Tân Phú, một cái đơn hàng cực kỳ là đặc biệt của một bác khách ở trong Nam đấy, rất là lạ đúng không các bác? Một mẫu tủ thờ thì bác ấy có chia sẻ câu chuyện của bác ấy rằng là bác ấy ở trong Nam từ nhỏ đấy, nên là khi ra ngoài bác này vẫn bác ấy giữ cái phong tục tập quán thờ cúng ở trong Nam, và đặc biệt là cái mẫu tủ thờ này được bác chụp ảnh ở trong Nam lại đấy. Bác yêu cầu thợ ở ngoài Bắc, cụ thể là cơ sở Đồ Gỗ Gia Vũ bên em, là làm cho bác một cái mẫu tủ thờ đấy để giống như ở trong Nam, để tiện cho việc bác thờ cúng. Và cái điều đặc biệt là cái mẫu tủ thờ này phải được tháo rời toàn bộ và được đưa lên trên tầng cao để thờ cúng ấy, khác hoàn toàn với ở trong Nam là ở thờ tầng 1 hoặc là tầng 2, thế là đôi lúc là có thể gắn chết người ta bê lên đấy, nhưng mà ở đây toàn bộ sẽ được tháo rời hết các bạn. Và bây giờ em xin phép đi chi tiết vào bộ sản phẩm này các bạn nhá. Với cái mẫu sản phẩm là tủ thờ trên chất liệu bằng gỗ gõ đỏ Pachi của thằng Nam Phi, với kích thước ở đây em làm cho bác ấy là chiều dài là 1m97 các bác ạ, chiều cao là 1m27, chiều rộng là 81, phù hợp với cái chiều cao của các bác thờ trong gia đình nhà bác ấy. Đấy, cái chiều cao mà mình đứng lên mình thắp hương vào ấy nó không bị vối quá ấy, hay là nó không bị cao quá. Đấy, bác thích cái sự gọi là đủ chứ không cần cao quá như ở trong Nam các bạn. Và đây là mẫu bàn thờ thiết kế riêng, cái chiều cao thiết kế riêng cho bác ấy các bạn nhá, với khuôn mặt là 3 phân, ván dày 1,5 phân, và ở bên dưới là có hệ thống thang xả đỡ. Đấy, với cái mẫu tủ thờ như này thì không thể thiếu được một bộ lư hương đỉnh đồng cực kỳ là to và đẹp được đặt ra bên trên rồi, giống hệt với cái phong thái và cái phong tục thờ cúng ở trong Nam đấy, nên là cái phần thang đỡ ở phần bên trong ấy cực kỳ là phải chuẩn, phải to, phải dày để đỡ được bộ lư hương đỉnh đồng này các bạn. Đấy, và những cái phần cánh tủ ở đây em quay cho bác xem này, là được đục chạm khắc với cái độ dày ván là 2 phân liền một tấm, hai bên là đục song long các bạn nhìn thấy ở đây ạ, và hai bên ngoài cùng là được đục mẫu là trúc và mai hóa ấy, cực kỳ là đẹp. Và cái mẫu tủ thờ này thì em làm cho bác ở đây ấy, là ván dày 2 phân, tất cả những cái phần khung xung quanh là dày 5 phân ấy, cái phần yếm bên dưới, cái dạ dưới này là dày 5 phân ấy, chân thì là chân 10 cực kỳ là to. Và ở chính giữa là em sẽ thiết kế cho bác là một chiếc tủ thông 3 buồng, các bạn nhìn thấy ở trong đây ạ, toàn bộ thang xà được làm trên chất liệu bằng gỗ gõ đỏ này, ván bên trong cực kỳ là đẹp và lành sạch, gỗ thì đạt chuẩn. Và sắp tới là bác ấy sẽ về kiểm tra mộc, và khoảng 4 đến 5 ngày sau thì em sẽ hoàn thiện phần sơn và giao đến nhà bác, thì các bác hãy đón chờ những video của ngày hôm sau các bác nhá. Đấy, nhưng mà trước hết thì em sẽ đi chi tiết vào những cái phần em làm cho bác nữa. Đấy, phần bên trên là một mẫu ngăn kéo như thế này. Đấy, thì các bác có thể đặt được những cái vật phẩm như là đèn nến, ấy, bật lửa, những cái tủ kinh, bài kinh. Đấy, còn tủ bên dưới thì mình có thể đặt được nhiều đồ hơn, có cả những bát đĩa hay là những cái đồ lưu giữ như ảnh thờ cúng có cụ từ ngày xưa mà mình thay mới, hay là những cái bộ lư hương đỉnh đồng cũ từ các cụ mà bây giờ mình có điều kiện hơn mình thay mới, thì mình đều có thể để được vào bên trong này với một không gian cực kỳ là rộng các bạn. Và toàn bộ ở đây đấy, toàn bộ chiếc tủ này đều được tháo rời ra hết và được đưa lên tầng cao ấy, thì ngày hôm sau thì em sẽ bàn giao lên cho bác thì cực kỳ là thoải mái luôn. Và phần mặt bàn này thì là rộng 81, và các bác nhìn thấy đây là một chiếc tam cấp đặt bát hương được làm hoàn toàn trên chất liệu bằng gỗ gõ đỏ của thằng Nam Phi, các bác nhìn xem này cực kỳ là sáng và mịn, và em đưa cho các bác cái đằng sau cho bác xem đấy. Và cái mẫu tai cong của mẫu tủ thờ miền Nam thì không thể lệch lạc đi đâu được các bạn, và toàn bộ được làm trên chất liệu bằng gỗ gõ đỏ Pachi. Và bác nào ưa thích cái mẫu tủ thờ như thế này đấy, hoặc là muốn em thiết kế cái số đo bàn thờ để phù hợp với gia đình nhà mình nhất, theo chiều hướng cá nhân hóa nhất đấy, làm sao cho thoải mái nhất, không phải giống với hàng thị trường, thì các bác có thể liên hệ đến em qua cái số điện thoại là 0865 869 126 để em có thể tư vấn và thiết kế cái không gian nội thất phòng thờ từ đường nhà thờ họ hay không gian phòng thờ của nhà mình nó được đẹp nhất và theo đúng ý của mình nhất các bác nhá.